Mày vô đây bọn zombie kia. Ấy nó muốn quýnh mèo á mèo ơi. Mày mày ôi, ơi, ôi. Ha, cái kiếm gì cây con dây. Ôi, rồi. Ôi, ôi, ôi. Rồi, ơi, rồi, cái kiếm của mèo mèo làm cái gì em mèo? Không biết, không biết. La 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 la. Trời ơi trời, hôm nay mọi người comment anh Red Hood nhiều quá à. Anh Red Hood vui ghê luôn á mọi người. Bạn nào cũng chúc anh Red Hood có buổi tối vui vẻ hết á mọi người ơi. Trời ơi là trời. Thôi, bây giờ tối rồi nè, anh Red Hood chuẩn bị đi ngủ. Wow, trăng sáng quá. Ôi, ơi, zombie. Ôi, zombie yếu quá trời luôn. Zombie bận giáp kim cương đó mọi người. Ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Để em đến hướng xuống dưới kiểm tra coi mấy sao có mấy con zombie này vẫn giáp kim cương vậy. Ui, ơi, ôi sao zombie nó phá cửa nhà mà nó chung vô nhà mình nè. Ui, zombie mày tránh ra đi mày. Tránh ra đi, tránh ra đi. Sao mày chung vô nhà tao? Cút ra. Ui, trời mày vậy mày. Mày vậy zombie. Trời cùi bắp lúa nè, bây giờ á. Ôi, con zombie à, mày tưởng là Red Hood cùi bắp mày. Đến là chết rồi luôn. Ok, để mình với cây đuốc mình ra ngoài coi. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Ơi, thêm một thằng cầm kiếm kim cương nữa. Ui ai à. Ui, zombie sao toàn bằng giáp kim cương không vậy? Ai ai ai. Ờ à, tụi mày dám láo với tao zombie bằng giáp kim cương nè. Trời ơi, tao zombie giáp kim cương vô đây hút chặt luôn. Ui, nguy hiểm quá. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, zombie mạnh quá mọi người. Zombie bận giáp kim cương nó mạnh hơn zombie bình thường hay sao á. Nó đang rượt theo Red Hood này mọi người thấy không? Trời ơi trời mọi người ơi, nó đông thiệt luôn, không biết ai thả mấy con zombie này ra vậy ta. Ờ chung nhà đóng cửa, đóng cửa lại. Ok, an toàn rồi. Trời, nó phá cửa nhà mình luôn kìa. Wow, cái con này nó đang phá cửa nhà của anh Red Hood này mọi người thấy không? Ôi nguy hiểm quá, giờ phải làm sao đây ta? Trời ơi, nó phá bể cửa luôn rồi. Ui, vô đây. Ê, trời ơi, nó phá bánh cửa rồi. Ôi, trời ơi, chiến tôi luôn. Trời ơi, là trời, mấy bạn ơi, mình đang tính chúc mấy bạn ngủ ngon rồi chúc buổi tối mọi người. Mà tự nhiên cái sao zombie bẩn giáp kim cương từ đâu xuất hiện quá trời luôn. Quýnh anh Red Hood banh nhà rồi mọi người. Bây giờ chắc có lẽ là mình phải vô ngủ nhờ nhà ông vú nhà mình thôi. Còn nhà mình á thì mình trời buổi sáng ngày mai mình mới dám về nhà quá. Chứ bây giờ nhà mình zombie không à. Thôi, hy vọng là bây giờ mình đang đi không gặp thêm con zombie nào nữa hết á. Chứ giờ mình gặp nữa chắc mình chết quá. Giờ mình về nhà ông vú thôi nào. Vú ơi, vú cho con ngủ nhờ bữa nay nghe vú ơi. Trời ơi trời, hôm nay khổ quá mấy bạn ơi. Bây giờ mình phải lại vô làng rồi. Trời sao cái làng tối thùi vậy ta? Chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Thôi mình lại nhà ông vú của mình mới được. Nhà ông vú ở đây phải không? Ui, ui, ông vú kìa. Ui, ông vú. Hình như ông vú đang làm cái gì trong nhà mấy bạn ơi. Ui, vô. Wow, ông vú ơi, ông vú, hello ông vú. Trời ơi trời, ông vú đang làm cái gì vậy? Trời ơi, ông vú đang có mấy cái gì nè mọi người ơi. Hình như là hôm nay ông vú đang bán cái gì đó mọi người ơi. Để mình coi thử coi. Trời ơi, hôm nay ông bán kiếm hả ông vú? Ui. Wow, cái này là cái gì vậy? Wow. Ông vú, ông đang bán vũ khí đúng không ông vú? Trời ơi, ông bán vũ khí hả? Đúng rồi mọi người ơi, đúng lúc là nhà Red Hood đang bị zombie tấn công và Red Hood không còn một món vũ khí nào hết. Ngoài cái kiếm kim cương cùi bắp lúa này. Để Red Hood coi thử coi. Ông vú đang bán vũ khí, vậy còn ông bán cái gì vậy ta? Kiếm trồng lửa. Rồi, 10 kim cương. Rồi, mắc gì ông vú? Trời ơi, ông đang bán mắc vậy, ông cho con được không vú? Thôi ông vú không có cho mình mấy bạn ơi, mình xin ông mà mình không cho, ông không cho mình. Trời tài không lấy về chơm không ta. Thôi. Ông không chịu cho. Ê ai ai rồi chết. Rồi thôi bây giờ ông cho con ngủ nhờ đi, ngày mai con sẽ dùng cái cúp kim cương là con đi đào con kiếm kim cương là có gì con mua đồ có ông sao được không? Cái nhà con bây giờ zombie tấn công quá trời rồi, được không ông vú? Rồi rồi ok luôn. Ok mình chạy vô giường nhỏ mình ngủ nhờ các bạn ơi. Đây đây, ở đây có cái giường nè. Ok, bây giờ mình sẽ ngủ nhờ ở đây đi. Có gì ngày mai mình về nhà mình tìm cái cúp của mình, có gì mình sử dụng cái cúp của mình đi đào kim cương sau nha mọi người. Ê, ông này làm sao trèo lên đây vậy trời? Né ra trời, chỗ con đang ngủ mà. Rồi, trèo lên ngủ. Ơi trời trời, thôi giờ mình về nhà mọi người ơi. Ôi trong vàng trong gương nhà ông có gì không? Trời trong gương nhà ông này chống lóc không có gì hết. Trời ơi thôi về nhà. Bây giờ mình về mình sẽ đi tìm kim cương luôn nè, đúng lúc mặt trời vừa mới mọc sáng chói luôn mọi người ơi. Đi về nhà tìm kim cương thôi nào. Wow, về tới nhà rồi, hy vọng là buổi sáng rồi thì zombie nó sẽ biến mất hết nha mọi người. Đi vô nhà. Trời ơi. Ôi, thôi bị zombie đó, nó bận giáp kim cương. Ê, nó tấn công mình nè. À mày vô đây. Zombie à. Quýnh lộn với Red Hood à. Mày chết mày đi con điên nè. Trời ơi trời, zombie nguy hiểm quá mấy bạn ơi. Mình phải rình mình trốn mình vô nhà mới được. Ôi mình cần lấy cái cúp trong rương mọi người ơi. Đây cái cúp của mình đây, cúp sắt của mình đây rồi. Mình còn TNT nè, hy vọng là mình sẽ dùng TNT mình đánh được nó được ha. Bây giờ mình chạy thôi. Ok, bây giờ anh Red Hood đã có được cúp sắt và TNT rồi. Bây giờ anh sẽ đi mai đặng tìm kim cương và anh sẽ lại nhà ông vú để mua đồ nha mọi người. Đây cái chỗ cái đường hầm của anh Red Hood này mọi người. Đào, đi xuống. Đó. Ok. Bây giờ hy vọng là trong đây không có con zombie nào hết. Ăn vô nào. Rồi xong nó. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm kim cương coi nào. Ờ hình như ở đây không có kim cương rồi. Không, ở đây không có kim cương rồi. Ở đây nghèo rồi mấy bạn ơi. Ồ, đây rồi. Tưởng là hôm nay mình nghèo rồi chứ nghèo cái là chết luôn á. Bây giờ mình cần tìm tới 10 kim cương là mình mua cái kiếm rồng lửa thử coi cái kiếm rồng lửa con vú bán như thế nào ha.
vừa đào cái là được 6 kim cương rồi. Đây có thêm 4 kim cương nữa đi nè. Đó, 1, 2, 3, 4. Rồi, ở đây dư một viên nè. Rồi, 5 kim cương luôn. 11 kim cương rồi, yes sir. Anh Red Hood đã có được 11 kim cương rồi. Bây giờ anh Red Hood sẽ đi qua bên làng của ông Vú để anh Red Hood mua đồ nào. La 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 la, thôi tới làng rồi, woo. Thôi mấy bạn ơi, zombie nào nó phá banh cái cửa nhà này luôn này, ghê quá à. Ô, hy vọng là ông Vú của mình vẫn còn bình an vô sự. Ôi, ông Vú ơi, trời ơi trời, chuyện gì xảy ra mà ông Vú phải làm nguyên cái hàng rào vậy? Trời ơi, ông sợ ăn trộm hả? Trời ơi, hay là ông sợ zombie đúng không? Rồi chắc là vậy rồi. Mấy bạn ơi, chắc ông Vú không sợ ăn trộm hay zombie gì vô chôm đồ của ông hay gì, ông xây cái hàng rào vậy nè. Hay là ông sợ con chôm đồ của ông? Trời ơi, có chôm đồ của ông Vú đâu, ông Vú bị khùng á, trời ơi, quánh ông luôn bây giờ nè. Trời ơi, trời, hôm nay con tới con mua đồ nè, con muốn mua cái kiếm rồng lửa ở góc đó đó, 10 kim cương nè ông Vú ơi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10. Rồi xong rồi đó, ông Vú bán con kiếm rồng lửa ở góc đó đi ông Vú ơi. Trời ơi, trời, muốn mua con kiếm không cũng khổ quá vậy. Rồi, ok, wow, cái kiếm rồng lửa gì nhìn nó giống cái cây gì quá mấy bạn ơi, nhìn nó ngộ nghĩnh ghê luôn, nó không biết phải kiếm rồng lửa không ta. Đúng rồi, này là kiếm rồng lửa. Đúng rồi, cái kiếm rồng lửa này 10 sức tấn công. Wow, ôi, trời ơi, nó dài sọc luôn. Ô, ghê thiệt mấy bạn ơi. Kiếm rồng lửa 10 sức tấn công dài sọc luôn. Còn kiếm kim cương này á, nó chỉ có 7 sức tấn công và nó bé tí tẹo thôi. Bây giờ anh Red Hood đã có 10 sức tấn công của cái kiếm rồng lửa này rồi. Thì anh Red Hood tối nay anh Red Hood sẽ về nhà và chiếm lại căn nhà của anh cho an toàn nha mọi người. Bây giờ thì mình chuẩn bị đồ thôi, mình về nhà để mình coi thử coi cái kiếm rồng lửa này của mình nó mạnh cỡ nào nha mọi người. À, mình đã về tới nhà nữa rồi nè. Vô nhà đâu, con zombie nào dám chiếm nhà của tao đâu. Ok, bọn zombie nằm phía trước mọi người ơi. Để lên lầu coi. À, có một thằng zombie láo ra ở đây nè. Mày vô đây, kiếm 10 sức tấn công này chặt một cái trái luôn. Wow, trời ơi, kiếm của mình nó chẻ ra lửa kìa mọi người thấy không? Ôi, cháy nhà, trời ơi, nguy hiểm quá. Ôi, cháy nhà của mình là chết luôn. Ôi, không được. Cháy nhà, trời ơi trời. Cái kiếm này nó nguy hiểm các bạn ơi, nó làm cháy nhà được á mấy bạn. Ôi, không biết có cháy ở đâu nữa không chứ. Thôi, bây giờ mình cầm cái kiếm này mình xuống dưới mình chém tụi nó thử đi, chứ cái kiếm rồng lửa này bá đạo quá, vừa chặt cái là cháy nhà luôn á. Thôi, dẫn mấy con zombie này ra ngoài mới được. Ê, tao không có theo trong nhà. Ui, đâu có vậy. Ui, ra đây nè, tụi bay ra đây. Để Red Hood thần trị tụi bay ha. Từ tụi bay phải đợi tao ăn thịt cái từ. Chơi ăn gian vừa thôi, từ để tao ăn thịt vô cái cho no lên cái mới quýnh lộn được chứ. Vô đây, quýnh lộn. Ui, rồi, chém sạch lửa tè lé luôn. Wow, chỉ né là hết. Chết. Ôi, cái kiếm này nó chém đúng là xịt lửa đó thiệt, nhưng mà lửa yếu xìu rồi mọi người ơi. Kiếm mà tụi nó không có chết. Trời ơi, vậy mà 10 sức tấn công nhưng mà yếu như cái gì vậy đó, yếu như xịt vậy đó. Trời, ăn miếng đồ ăn vô nữa nè. Vô đây. Móc kiếm rồng lửa ra tiếp nè, rồng lửa, khè lửa ra cho tụi nó coi. Khè lửa, xịt lửa coi nào. Xịt lửa coi, trời, cái kiếm này nó không xịt lửa nữa cho ta. Đó, xịt lửa ra kìa. Trời, nhưng mà lửa gì mà yếu, tụi bắp quá. Ôi, trời ơi, ông Vú, chuyện gì kỳ quá, cái kiếm rồng lửa của ông gì như xẹt vậy đó, con xài không có được. Cái kiếm này con quýnh zombie đúng là nó có sạch ra lửa thiệt nhưng mà nó yếu quá à. Trời ơi trời, xài cái kiếm đó hả? Cái kiếm này bao nhiêu kim cương? Trời ơi trời, để con vô con đào đi, con coi thử. Đào vô đâu, có giá, không có chôm đồ. 15 kim cương, còn cái kiếm này kiếm gì? Kiếm khổng lồ. 30 kim cương, còn cái kiếm này kiếm gì đây? Kiếm cây thông. 100 kim cương, trời ông bán đồ mắc quá vậy ông Vú, ông bán gì ông không sợ ông thục Vú không hả? Trời ơi, con nói giỡn thôi mà, trời ơi mấy bạn ơi. Ông Vú này ông bán đồ mắc thiệt luôn á, ông bán cái kiếm. Kiếm này là kiếm gì để kiếm ánh sáng mà 15 kim cương, cái này cũng rẻ đi, 15 kim cương cũng rẻ đi. Nhưng mà kiếm khổng lồ này là kiếm 30 kim cương và kiếm cây thông này tới 100 kim cương lận. Nó mắc thiệt luôn mọi người ơi. Bây giờ anh Red Hood không biết làm cách nào để có kim cương nữa. Chứ bây giờ anh mà đi đào ra cả trăm kim cương chắc anh đào tới ngày mai luôn á. Bây giờ phải làm sao đây mọi người? À, để anh suy nghĩ coi. Đúng rồi, anh Red Hood nhớ ra rồi. Ở trong căn nhà của anh Red Hood, ở dưới cầu tiêu của anh Red Hood không phải có cước đâu. Ở đó có một cái rương, mà cái rương đó của anh Red Hood có một cái cây gọi là cây cúp kim cương siêu pro á, mọi người nhớ không? Đúng rồi, bây giờ anh Red Hood sẽ trở về nhà và rình đào vô trong nhà để lấy được cái cúp kim cương siêu pro vượt qua mặt còn bọn zombie á mọi người ơi. Chứ bây giờ bọn zombie nguy hiểm quá à. La. Thôi bây giờ mọi người, anh Red Hood bây giờ sợ tụi zombie quá trời sợ rồi. Anh Red Hood mới không dám thể nào mà đi được đường trước luôn. Nên bây giờ anh sẽ đi đường sau để vô nhà. Đó, mọi người thấy anh cực khổ không? Anh phải đào đường này nè. Đó, ok. Đào một cái một là vô trong nhà luôn nè. Mọi người thấy không? Anh Red Hood biết cái căn nhà của anh Red Hood như thế nào mà. Nên anh đã đào một cái một là vô trong nhà luôn. Đây là cái cầu tiêu của anh Red Hood nè. Thôi bây giờ anh Red Hood đục giấy vô thiệt. Bây giờ anh Red Hood không cần giấy nữa. Rồi, mình sẽ đào ở đâu? Không phải dưới chỗ này đâu nghe. Cái chỗ này là cái hầm hố xí á mọi người. Hố xí thì nó thúi lắm. Anh Red Hood không đào chỗ đó đâu. Anh Red Hood phải đào ở đây nè. Đó, mọi người thấy không?
đây là cái rương bí mật của Red Hood nè. Mở cái rương ra, chúng ta có cúp kim cương siêu pro đó, thấy chưa? Mọi người có nhớ cái cúp kim cương siêu pro này không? Rồi, bây giờ mình đào ra ngoài đi, mình không ở đây mình xào xạo nữa. Ui, zombie, zombie, zombie. Ui, chạy, 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 tao không muốn lộn với mày đâu, mày ghê lắm. Mày bận giáp kim cương vậy sao tao quýnh lại mày? Ui, đúng là tao cũng bận giáp kim cương thiệt, nhưng mà tao cũng bắp lắm nên tao không quýnh lộn lại mày đâu. Thôi thôi, bây giờ mình chạy vô nhà đi, mình chạy đi đâu đi mọi người? Chứ ở cái hang đó thì con zombie nó chặn luôn rồi. Anh Hút không có đi mai ở đó được nữa. Đó, mấy bạn thấy con zombie nó đáng ghét không? Nó chặn luôn cái hang kim cương của anh Red Hood rồi. Ở bây giờ Red Hood chạy vô làng đi. Ôi trời ơi trời, chạy nãy giờ cũng vô được tới làng rồi. Mình phải tìm một cái hang khác mình đi mai thôi mọi người ơi. Chứ bây giờ cái hang của mình ở nhà nó bị con zombie nó giành rồi. Để mình đào cái cúp kim cương của mình còn tác dụng không? Wow, vẫn còn tác dụng như bình thường mọi người ơi. À, bây giờ mình kiếm kim cương ở đâu đây ta? Để đây coi có cái hang nào không ha. À, hy vọng là đây có một cái hang nào đó để cho anh Red Hood đi mai chứ. Nãy giờ kiếm hoài không ra, khổ quá. Hang ơi là hang, hang đâu rồi? Ui, ở đây có một cái hang nè. Ở đây có cái hang nè, phải không? Wow, đúng thật sự là ở đây có một cái hang mọi người. Đầu tiên mình cầm đuốc lên trước, cầm đuốc lên. Đó, sáng, bưng lên rồi nè, đi vô hang. Hy vọng là có zombie, không có zombie, không có zombie đi. Wow, ê, ở đó là sắt hay kim cương vậy ta? Wow, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Wow, đây là kim cương mọi người ơi. Wow, trong cái hang này may mắn vãi, anh ấy hút vừa vô tìm được kim cương luôn. Đào. Đó, một phát, một, xong. Một cái một thôi mọi người ơi. Đó, quá trời kim cương luôn. Bây giờ mình mua hết nguyên cái shop của ông vú luôn cũng được. Nó chỉ mua một cái kiếm. Đúng là có hên là mình còn cái cúp kim cương siêu pro này nè mọi người. Chứ không là mình nghèo luôn rồi á, chứ không là mình chết, mình mất nhà mình luôn rồi. Bây giờ mình lại gặp ông vú thôi nè. Vú ơi là vú ơi, vú dài, vú ơi, vú dài, vú ơi. Vú ơi, vú đâu rồi? Ta là la 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 la. Ông vú đâu rồi ta? Ờ đây đây đây, nhà ông đây rồi. Đi xuống. Ê, ông vú ơi, ông vú đang làm cái gì vậy trời? Ông vú, ôi, ông bán cái gì vậy? Trời ơi trời, mấy bạn coi đã đời không? Mình mới trả cái kiếm là cho ông chưa trả tiền là cho mình nữa, là ông treo cái kiếm lên ông bán tiếp rồi đó, thấy chưa? Ông vú này ông xạo ke lắm mấy bạn ơi. Mình phải coi chừng ông. Rồi bây giờ nè, con muốn mua đồ, nè. Ông vú ơi, ông vú thể nào bán cho con ba cái kiếm này luôn không? Con trả tiền luôn nè. Nè, một cây 15 kim cương đúng không? Thôi con cho 17 kim cương luôn nè. Đó, thấy chưa? Còn đây là tiền của hai cây còn lại nè. Đó, đây là tiền của hai cây còn lại. Rồi xong. Đó, đủ hết tiền rồi đó. Trăm mấy chục kim cương luôn rồi. Bây giờ ông vú bán con ba cái kiếm đó luôn đi. Trời ơi, ông giàu rồi, ông còn khoe ông giàu rồi kìa. Wow ơi, ông này ông quậy quá mọi người ơi. Đây, ông vú bán lẻ. Con về con xử mấy con zombie ở trong nhà con coi. Trời ơi, cái kiếm hồi nãy nó bự thiệt á. Rồi, đưa đây. Đưa đây. Trời ơi, một cái kiếm kìa, trời ơi đẹp thiệt. Xong, một cây. Rồi, còn cái hai đâu? Wow, cái kiếm này nó hơi bị bự nha. Rồi xong. Rồi, thứ ba. Wow, cái kiếm gì mà nó như là cái cây bằng cái cây cà rem vậy ta? Không biết cái cây này có giữ không nữa, chứ sao ba cái kiếm thấy cây nào cũng nhìn nó sao sao mọi người ơi. Thôi bây giờ để anh Red Hood đi về nhà coi. À, nhưng mà anh ở đây anh Red Hood có tới ba cái kiếm lận. Bây giờ anh Red Hood xài sao mà hết được? Hay là bây giờ mình chạy qua mình nhờ mèo đánh đuổi bọn zombie phụ mình nha mọi người. Chứ một mình anh Red Hood xài sao đủ ba cái kiếm này? Ờ mà không biết, ui, đủ cái kiếm này nó bự ghê luôn nè mọi người ơi. Đó, mọi người thấy không? Nó bự ghê luôn, nó bự. Trời ơi, nó bự. Cái này mà chém trúng thằng nào cái chắc nó banh xác luôn mọi người ơi. Nhưng mà chắc anh Red Hood vẫn cần phải nhờ mèo đăng, mèo có thể bảo vệ anh Red Hood. Một cái kiếm này thì nó bé xíu mà nó hình như là bằng kim cương hay gì nè, nó là kiếm ánh sáng á. Nè, bây giờ mình về nhà thôi nào. Ôi trời trời, cái chỗ này hôm trước Red Hood đi ăn xin nè, trời ơi, nguy hiểm quá. Ê, mèo ơi, ủa mèo đang làm cái gì vậy ta? Ủa? Mèo đang làm cái gì vậy mèo? Cái gì vậy? Mày đang làm cái gì vậy? Cái bệnh viện của mèo hả? Mèo làm cái gì vậy? Cái bệnh viện dởm này giờ dục đi chứ để làm gì nữa. À, mèo đang đập cái bệnh viện mèo dục á hả? Mọi người ơi, mèo bây giờ chắc là hối hận lắm rồi nên mèo mới đập cái bệnh viện mèo dục nè. Cái bệnh viện nó không chữa bệnh được cho tôi đó. Không có hối hận. Trời ơi trời. Chứ mèo nè, tôi cho mèo nè đập bệnh viện dục đi đó, rồi xong rồi đó. Rồi xong. Đùng bùm. Rồi xong. Là bệnh viện của tôi rồi. Tôi đập phụ mèo mà. Trời ơi. À mèo mua bệnh viện mới ha, có gì tôi xin lỗi nha mèo ơi. Nhưng mà mèo có biết gì không? Căn nhà yêu quý của chúng ta đang bị bọn zombie bận giáp kim cương xâm chiếm đó mèo ơi. Của chúng ta. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, cái nhà hồi đó mèo với tôi ở chung á mà bây giờ bị zombie xâm chiếm rồi. Ôi mèo ơi, nhưng mà mèo giúp đỡ tôi đi, sao? Còn bọn zombie đó nó bận giáp kim cương nó mạnh lắm, tôi không quánh lại tụi nó. Giáp kim cương đúng hả? Rồi. Mèo phải giúp đỡ tôi. Ê mà sẵn tiện á, tôi có đem theo á hai cái kiếm này rất là xịn nè, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cái kiếm rất là đẹp nhưng mà cái gì? Ông mua lại cho tôi cái hai kiếm bự hồi nãy. Cái kiếm này hả? Wow, có trái tim nè. Ờ đúng rồi, bên trong có trái tim nè, nhưng mà kệ đi mèo ơi. Nhưng mà mèo phải giúp đỡ tôi quánh đuổi bọn zombie đó đi thì tôi sẽ cho mèo kim cương nè. Nè, thấy chưa? Đó cho mèo đó. Rồi. Mèo dùng kim cương này, mèo chế tạo bộ giáp kim cương đi, rồi có gì tôi với mèo qua đánh đuổi bọn zombie ha. Ủa nói cho mà sao giờ tôi chế tạo vậy? À, thì tôi cho mèo chế tạo đó. Chẳng phải cho là gì, mèo giúp đỡ tôi lẹ đi chứ không bọn zombie nó cắn banh nhà tôi luôn á mèo ơi. Tôi chế, tôi đang chế tạo
cậu mà đợi xíu, đợi xíu sắp xong rồi. Thôi bận bận giáp vô mẹ ơi, bận giáp vô. Rồi xong ha. Bây giờ tôi còn có ba cây kiếm này nè, mẹ muốn lấy cây kiếm nào? Cho tôi cây bự đi, tôi thích cây bự. Bây giờ ha, tôi cho mẹ cây kiếm kim cương đi rồi xong rồi đó. Tôi ơi. Bạn giáp kim cương sẽ kiếm kim cương vừa được rồi, chứ cần gì nữa. Sao có ba cây kiếm ngon ảnh đưa tôi. Thôi tôi một mình tôi xài hai cây đó, thấy chưa? Một mình nó xài hai cây hả? Luôn. Đó, một mình tôi xài hai cây kiếm luôn nè, đó, thấy chưa? Rồi rồi. Được rồi, tôi cho mẹ một cây kiếm nè. Bây giờ ha, tôi cho mẹ cái kiếm ánh sáng của tôi đi, kiếm này mua 15 kim cương lận đó. Rồi. Wow, kiếm này phù hợp với dáng mèo lắm á, mèo vừa nhỏ vừa đẹp đó. Đẹp. Bây giờ mèo đi theo tôi nè. Tôi có cái này muốn tặng cho mèo nè. Đúng rồi, 14 sức tấn công. Đúng rồi, 14 sức tấn công. Mặt khoan đã mèo. Để tôi coi thử coi cái kiếm của tôi bao nhiêu sức tấn công cái đã. Cái này 22 sức tấn công. Cái gì? Trời ơi, còn cái này 20 sức tấn công luôn. Wow. Khỏi đi, mèo đi theo tôi đi, không sao đâu mà. Mèo có cây đó quá mạnh lực rồi. Ôi, con zombie này nó mới sinh sản ra nhiều hơn rồi mọi người ơi. Ô, đông thiệt. Wow. Ok luôn. Mày vô đây bọn zombie kia. Ấy nó muốn quýnh mèo á mèo ơi. Mày ơi. Cái kiếm gì kỳ cục vậy? Ôi. Trời, cái kiếm của mèo mèo làm cái gì vậy mèo? Không biết. Coi nè. Ok, để tôi coi kiếm của mèo coi nó có tác dụng gì mèo ơi. Quýnh tụi nó mèo ơi. Ôi, cái kiếm của mèo mạnh ghê. Ôi, tới lượt tôi mèo ơi, tới lượt tôi, từ từ để cho tôi vô chơi với. Chém tụi mèo. Ôi, chém một cái tụi nó bay lên trời luôn. Mày bay lên trời luôn. Ô, mắc cười thiệt mấy bạn ơi. Cái kiếm liêu bay lên trời đi con. Ê ai à, mày bay lên trời nè. Ủa, rồi xong. Bay lên trời. Mắc cười thiệt luôn. Mày ai, đúng rồi, cái kiếm nó chém nó một cái là nó gắn trên lưỡi cái lỗ đất của nó bay lên trời. Mày bay lên trời luôn nè con, bay lên trời luôn nè, rồi xong. Ok, các bạn thấy cái kiếm nó đã không mọi người? Cái này quýnh với lỗ đất của nó một cái là nó cây kiếm nó đưa nó bay lên trời luôn á. Nhưng mà khoan đã, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái kiếm khổng lồ của tôi coi nè. Mày vô đây mấy con zombie kia. Rồi quýnh. Thôi, wow. Chặt một cái là banh xác luôn. Chết rồi. Ơi, tôi chặt một cái chết mèo luôn mọi người ơi, nhưng mà cái kiếm của Red Hood đã ghê luôn á. Red Hood có một cái kiếm á, chặt một cái là cây tên lửa nó gắn vào lỗ đít của con zombie bay lên trời luôn. Ông ấy thì sao đánh tôi luôn ạ? Đâu, tôi phải chặt mèo coi. Ôi. Mắc cười quá mọi người ơi. Cái kiếm này chặt một cái là nó đưa mèo lên trời luôn. Mèo ngồi xuống một cái là đưa mèo bay lên trời luôn, đã thiệt luôn á. Ở đây coi, đợi mèo qua đây coi mèo ơi. Mèo. Cho mày cái kiếm này nè, nè mèo mèo chặt tôi thử một cái mèo ơi. Để tôi ăn cái từ từ. Rồi, bây giờ mèo thử mèo chém tôi thử một cái coi tôi bay lên trời không cái đã. Ok, chuẩn bị rồi. Wow. Ôi trời. Wow, cái kiếm đó đúng mạnh ghê luôn mọi người ơi. Chặt một cái là đưa lên trời luôn. Ồ, đúng là cái kiếm đã thiệt mèo ơi. Bây giờ ha, tôi thử tôi chặt mày bằng cái kiếm khủng lồ coi cái kiếm khủng lồ này mạnh không cái mèo ơi. Thôi tôi hết giờ, zombie nó chết hết rồi, bây giờ tôi chặt mèo coi. Trời, cái kiếm này chém một phát là mèo bánh xác luôn. Đúng là mình có những cái kiếm này thật là đã đời đúng mấy bạn. Còn cho tôi mượn cái kiếm ánh sáng của mèo hả mèo? Cái kiếm này hả? Đúng rồi, cho tôi mượn đây. Cho tôi mượn đi. Đây, để tôi chỉ cho nè. Nè, giống như vậy nè, đúng rồi đó, thấy chưa? Ủa cái này là sao á? Đúng là cái kiếm ánh sáng luôn đó mèo ơi. Chặt một cái là nó sẽ có một cái tia sét ánh sáng từ trên trời rớt xuống nè. Mèo lại đây mèo. Đi cho tôi chém mèo. Bùm, đó, thấy chưa, thấy chưa? Nè. Ok. Đúng rồi, cái kiếm đó rất là mạnh mọi người ơi, nhưng mà Red Hood vẫn thích nhất là cái kiếm này nè. Rớt xuống. Chưa chết luôn. Chưa chết luôn. Bay lên. Chặt cái nữa. Đưa lên trời nữa nè. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Sao cái kiếm này chém một cái lại là tên lửa gắn vô lỗ đít chứ không phải là gắn vô ở đâu khác. Tại vì cái tên lửa gắn ở chỗ kỳ cục quá ha mọi người ơi. Mấy bạn có yêu thích những cái kiếm này của Red Hood không? Và nếu mấy bạn thích cái kiếm này thì bạn hãy nhớ là comment là số 1. Mấy bạn thích cái kiếm này thì bạn comment là số 2. Và cuối cùng mấy bạn thích cái kiếm này thì mấy bạn comment là số 3. Thì mấy bạn comment cho Red Hood biết là mấy bạn lựa chọn mấy bạn cái kiếm nào nha mấy bạn ơi. Bây giờ thì bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Red Hood. Đây bây giờ Red Hood thì thanh toán ông Vũ đây. Bây giờ ông Vũ nãy giờ ông chơm hết kim cương của anh Red Hood. Bây giờ Red Hood sẽ dùng ba cái kiếm này để đánh ông Vũ nha. Bye bye mọi người.